Tiếp ra Nhật Nội Địa Tâm Phát, xin chào tất cả cô chú anh chị và anh em. Thì hôm nay em giới thiệu với anh em một con bếp Paloma full chức năng, lò nướng hai tầng lửa, hiện giờ 3 bếp nha anh em. Thì cái mẫu này cũng là cái mẫu cao cấp của Paloma nha anh em. Ở trên là mặt đá nè, viền nhôm. Này là nó xài cái chén chia lửa bằng đồng á. Thì có nó có model là IC66WCR-R. Thì cái mặt tiền nó là hai màu nha anh em. Đó, màu đỏ và màu đen. Thì cái mẫu bếp này em có luôn cái màu bạc và màu đen nữa, và màu đồng và màu đen nữa anh em, rồi nguyên cái mặt tiền màu đen luôn, dòng Paloma anh em thấy không? Thì bếp nó rất là đẹp, bếp này nó đẹp đen can nha anh em, giá chỉ tầm vài triệu thôi. Đó. Thì nó được sản xuất là tháng 1/2015 nha anh em, số seri là 400074. Mà anh em xem trên dưới trong ngoài rồi em sẽ báo giá bếp này. Thì đây là cái mặt tiền bên đó, cái này là cái chỗ để pin nha anh em. Đó. Cái này nó có luôn cái tem nè, tem số seri nó trùng với cái bên hông. Thì mua bếp bên em á, em sẽ tặng anh em một cặp pin Ankalai dung lượng cao, pin mới của Panasonic, và bao ship cho anh em, bảo hành cho anh em 12 tháng và gắn lưới chống trộm miễn phí luôn. Đó. Thì cái này bếp bên này là bếp bên trái nè, nút nhấn có khóa cho em nha anh em. Đây khóa đây nè. Cần chỉnh lửa xi nóc nè. Thì bếp bên trái có chức năng nấu cơm nấu cháo nè. Đó. Thì ngay chỗ này nó có đèn báo pin. Khi mà pin hết là cái đèn trái anh em mua pin thay vô. Thì nó sử dụng hai cục pin đại lớn. Đó. Lò nướng nè. Lò nướng thì hai tầng lửa nha anh em. Kem nướng, dĩ nướng thì bằng inox. Đẹp len keng. Anh em thấy không? Đen can luôn, mới tinh luôn, bếp này nó đẹp lắm nè. Lò nướng hai tầng lửa, đây bên trong lò nướng nè, nguyên zin nha anh em, mới xanh luôn ạ. Lò nướng hai tầng lửa, còn đây là bếp bên phải ba lửa, có chế độ là nấu nướng nè, nút 3 giây hỗ trợ anh em chiên rán đồ khô ở nhiệt độ cao nè. Chọn nhiệt độ nấu từ 400-200 mà thằng chỉnh lửa xi nóc à, có khóa cho em. Và cái nút khác màu là của lò nướng nha anh em, nó lò nướng hai tầng lửa nè, cần chỉnh lửa hai tầng nè anh em thấy không, xi nóc luôn nè. Đồng hồ hẹn lò nướng nè, còn này đồng hồ bấm dưới đây là lựa chọn hẹn giờ cho ba bếp nè. Thì cái bếp này nó hẹn giờ từng bếp nha anh em, hai bếp nấu thì nó hẹn giờ từng bếp, rồi anh em hẹn giờ lượt thì được một cái bếp nấu và một bếp nướng. Đó. Mặt tiền của nó là anh em thấy không, rất là đẹp. Paloma đây, cạnh hông máy bên phải nè anh em thấy không. Đó, cái tay của nó nè, mua nên đều biết. Đây là quầy sau lưng. Đó, quầy sau lưng của bếp, chỗ gắn ga nè sẽ được 360 độ. Còn đây là cạnh hông máy bên trái nè anh em thấy không, đẹp xuất sắc luôn. Rồi giờ lên trên cái mặt tiền nha anh em, mặt trên của bếp kìa. Thì bếp này là ở trên là mặt đá kim tím màu đen, tem nè anh em thấy không, nó còn luôn cái bọc siêu bóng đó, đó chưa tháo nè anh em thấy không. Đó, bếp rất là đẹp. Thì cái mẫu này là cái mẫu lò nướng, nắp lò nướng là hai miếng. Đó, chén đồng thì em có luôn chén nhôm, chén nhôm là nó cao cấp hơn cái này, nó mắc vào nướng hai miếng này ha, ở trong có thêm lớp nè, kiềng bắt nồi nè, kiềng bắt nồi bả men nha anh em, bếp rất là đẹp luôn nè, nè ha, cực kỳ đẹp. Đây chia lửa nè, nó chia lửa bằng đồng rất là sáng nè, nè ha, lửa đồng bóng ga này kỳ đẹp. Thì nó có sensor cảm biến nhiệt đáy nào này, khi em nó quên tự động ngắt ga, khóa ga cảm biến chống xì ga này. Con này là IC chống lửa, nó quy rin luôn nha này. Paloma này nó là cực kỳ bền nha anh em, đồ nó dày lắm. Ở bên Nhật, người dân Nhật mà người ta
xài Paloma nhiều lắm. Đó một thương hiệu cũng nổi tiếng của Nhật anh em. Tại vì cái giá thành của nó rất là rẻ so với những cái thương hiệu của Dynai. Nhưng người dân Nhật người ta xài Paloma rất là nhiều. Với lại cái độ bền của nó, độ bền với lại cái linh kiện của nó dày dặn lắm. Bền nó cực kỳ bền. Rồi, dở cái em để máy xuống đi. Cái nắp này nặng lắm. Thì cái bếp nó nặng lắm anh em. Nặng tầm 2 mấy ký. Trong nguồn cái nắp đá trên nè, nó có thêm một miếng sắt nữa đó, cực kỳ nặng luôn. Đó, đây cái phần bên trong cũng bếp nè, đẹp xuất sắc, win win nha anh em. Anh em xem video đó, có yêu mến em thì cho em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha anh em, nhấn luôn cái nút chuông mấy bên phải á. Bếp thì nhà em cũng rất là nhiều nha anh em, đủ loại hết, đủ giá hết. Anh em có nhu cầu sắm mua bếp nào thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại nè 0938 349 749. Rồi giá bán em đó là 6.8 triệu nha anh em, bao ship tặng pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng cho anh em luôn. Rồi em dỡ cái phần bên dưới cho anh em xem. Đây, phần bên dưới của bếp nè, đẹp thấy chưa? Đó, linh kiện bên trong nè. Đó, hộp lò nướng nè, anh em thấy chưa? Đẹp xuất sắc. Giá cực kỳ mềm. 6.800.000, bao ship cho anh em. Bao ship mọi miền Tổ quốc luôn nha anh em. Em mua thì cứ alo tiếp cho em nè. Bếp em đã được kiểm tra hết rồi, test tất cả các chức năng hết rồi, canh chỉnh lửa cho anh em hết. Anh em mua về chỉ có việc lắp pin gắn ga vô xài thôi. Paloma là xài cực kỳ bền cho anh em. Bếp rất là đẹp. Rồi để em đẩy máy xuống để em đẩy lắp lại test các chức năng cho anh em xem. Em quay trên dưới trong ngoài hết rồi đó. Em có từng anh em chốt rồi. Alo cho em chuyển khoản là tập cho em bít đây, cho em địa chỉ để em gửi tới nhà cho anh em thôi. Rồi cái chức năng đầu tiên khi anh em đang nấu gió thổi tắt lửa, bếp nó sẽ bếp nó tắt rồi nó sẽ khóa ga cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Lửa đặt cạnh rồi, tắt cái đèn đi cho anh em xem. Lửa rất là xanh nè, nhỏ nè, lớn nè. Thấy không? Em mua về chỉ cái việc xài thôi, không phải làm gì hết trơn. Rồi, em thổi cho nó tắt. Trong thời gian từ 5 tới 10 giây thì bếp nó báo. Nó sẽ khóa ga cho anh em. Rồi quên, nó còn cái bếp này nó có luôn, nó còn cái catalog nha anh em. Đó. Còn cái catalog với lại sách hướng dẫn nấu ăn gì nè. Hướng dẫn bảo hành nấu ăn gì của nó toàn theo bếp về luôn. Đó, nó báo anh em thấy chưa, vì nó báo có tiếng chuông và đèn chớp. Cực kỳ đẹp. Đây bếp vẫn còn mở nè. Đó, nó khóa ra bên này cũng vậy. Đó, nè, ha. Xài mấy cái bếp Nhật này nó bền lắm nè, tiết kiệm ga, an toàn. Thì anh em nấu quên thì nó nhiệt độ cao nguy hiểm thì nó sẽ khóa ra cho anh em. Đây, giờ em sẽ test cái chức năng đó nè. Thì anh em nấu quên, biết nhiệt độ gần 300 độ thì nó sẽ khóa ra cho anh em. Đó, bỏ hai cái nồi lên rồi đó. Đó, lửa rất là sạch nha nè. Rồi trong thời gian chờ đợi thì em test luôn cái lò nướng hai tầng lửa cho anh em xem. Lò nướng hai tầng lửa anh em thấy chưa? Thì khi hẹn giờ lò nướng thì anh em bấm vào dấu cộng nè, nó hẹn cho anh em tối đa 15 phút nè. Còn chỉnh lửa thì anh em chỉnh đây, chỉnh nước dưới, chỉnh nước trên. Đó, khi bật lên là cái đèn cháy hết anh em ha.
Đây này hai lửa cháy, ba lửa cháy, hành cá là của lò nướng nè, nó cháy hết. Hai tông màu đỏ đen rất là đẹp, sang sạch đẹp. Giá thì chỉ có 6.8 thôi anh em. Biết cái đã nhỏ lửa anh em thấy chưa? Thì nhiệt độ cao thì nó sẽ cảm biến với cái cây những giữa là nó sẽ khóa lửa ra cho anh em, nó tắt lửa nó khóa ra luôn cho anh em. Đó là nó còn 30 giây nữa nó sẽ đếm ngược. Tiện đẹp, không một lỗi lầm gì cái này. Chắc bóng sạch đẹp hết. Bếp này nó sẽ lướt cái này, đẹp lan keo. Đó, nó còn mấy giây hết rồi nướng này. Đó nó báo rồi thấy này thấy chưa? Đó, như báo có tiếng chuông này, nè, nồi nướng vẫn còn mở cái đèn trái, đèn nó báo tắt rồi thấy này nó. Đó, khóa ra. Đó hai bếp trên nó đã nhỏ lửa này. Nhiệt độ nó 140 là nó sẽ nhỏ lửa à. Gần 300 độ là nó sẽ khóa luôn, nó tắt nó khóa ga cho anh em rất là an toàn. Giá bán tới 6.8 nha anh em. Rồi, bếp bên trái báo rồi anh em thấy chưa, nhưng báo không có tiếng chuồng hết mấy bếp mà luôn mà. Đó mình phải báo luôn nè ha. Em lấy hai cái này ra. Anh em nhìn cái kiềng là biết bếp nó xấu hay là đẹp. Đây nè, bếp vẫn còn mở. Đó, bên đây cũng vậy. Đó. Rồi, em sẽ hướng dẫn cho anh em các chức năng trên hai bếp. Đầu tiên là bếp bên bên trái nha anh em. Ở bếp bên phải nha anh em. Thì bếp bên phải là nó có chức năng chọn nhiệt độ nấu nè, nhiệt độ từ 54 đó 200 nè, anh em thấy chưa? Đó, anh em lựa chọn anh em bấm vô thôi. Đó, ở bên phải. Đây là nấu nước tự động nè, còn đây là chức năng 3 giây khi anh em xài anh em nhấn giữ. Nó chấp đèn ba lần, cái đèn này cháy lên thì nó cắt cái cảm biến con trọn đó, nó lội ngọn lửa. Cảm biến đó là cái nó đo nhiệt độ ngọn lửa, nhiệt độ nó nồi, khi nhiệt độ cao là lửa nó sẽ giảm. Khi nguy hiểm là nó sẽ tắt luôn. Nó khóa ga cho anh em. Đó. Này, cái chức năng này là nó tắt cái cảm biến rồi đó. Đó, đó là bếp phải. Còn bếp bên trái thì có chức năng nấu cơm, nấu cháo. Đó. Nên này, cái này nó anh em bỏ cái nồi lên thì nó mới bắt được nha anh em. Đó. Giống như có cảm biến á. Anh em bỏ nồi lên là anh em mới chọn được cái chức năng này. Đó. Nấu cháo, nấu cơm. Ở dưới là nấu cơm, trên nấu cháo. Đó. Rồi cũng để cho anh em xem trên dưới trong ngoài. Con bếp Paloma cỡ 25 thì bán cho anh em giá là 6.8 bao ship cho anh em, tặng pin gắn với chống chuột bảo hành 12 tháng. Giờ quên nữa, để hướng dẫn cho anh em chức năng hẹn giờ. Thì anh em hẹn giờ anh em bấm vô đồng hồ nè. Đó, anh em bắt bếp bên phải anh em bấm vô thì hẹn giờ cho anh em được 99 phút bếp đấu á, hẹn giờ 99 phút. Cái này là nó hẹn giờ từng bếp cho anh em, thì anh em bắt bên phải bên trái thì anh em cứ cũng bấm vô đây. Hai bếp nấu thì anh em cứ hẹn giờ từng bếp, nấu bên nào thì hẹn bên đó thôi. Đó, chứ nó không có cho anh em hẹn một lượt nha anh em. Đó, một lượt hai bếp đấu đó, hẹn giờ từng bếp thôi, cũng hẹn giờ là 99 phút luôn. Đó, đó chức năng hẹn giờ của anh em bấm vô đây là nó có đồng hồ này là nó hẹn giờ cho hai cái bếp trên nè, hai bếp trên, hai bếp nấu trái phải nè, còn này là của lò nướng nha anh em. Đó. Rồi anh em xem video rồi có ứng bếp thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 149 749. Rồi em sẽ chào và hẹn gặp lại.